Xin chào các bạn thân mến, có rất nhiều các bạn đang không biết bắt đầu từ đâu và thậm chí là có những bạn đang đầu tư rồi nhưng cũng chưa nắm được các cái quy trình để mình bắt đầu thực hiện đầu tư các cái tài sản như là cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, rồi vàng, rồi quỹ vân vân, đúng không ạ? Trong cái video này thì Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lý thuyết căn bản để mà các bạn có thể bắt đầu thực hiện đầu tư một cách là bền vững nhé, không phải là lướt sóng đâu, mà là bền vững, lâu dài. Xin mời các bạn hãy bắt đầu nha. Bước đầu tiên các bạn sẽ phải nắm được đó chính là gì? Hiểu về tài sản mình sẽ đầu tư. Có lẽ đây là một bước mà mình cho rằng quá là quan trọng đối với các bạn. Nếu mà mình không hiểu về tài sản mình đầu tư thì mình rất là dễ bị mất tiền với nó, hoặc là gì, hoặc là bạn sẽ rất dễ mất những cái cân đối liên quan đến cái tài sản này. Vậy thì đơn giản như thế này, hiểu về tiền thì bạn hãy đầu tư tiền như là đầu tư vào sổ tiết kiệm, đúng không ạ? Như là bạn mua đô la hay bạn mua bảng Anh hay bạn mua vân vân. Nếu bạn không hiểu về tiền, không hiểu cách vận hành của đồng tiền thì không nên đầu tư vào nó, đúng không ạ? Tiếp đến thứ hai là gì? Bạn có hiểu về trái phiếu doanh nghiệp hay không? Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Đúng không ạ? Cách kiếm tiền với trái phiếu doanh nghiệp là gì? Rủi ro đối với trái phiếu doanh nghiệp là gì? Đó. Thì các cái quy trình tham gia với trái phiếu doanh nghiệp là như thế nào? Bạn cũng phải hiểu rõ. Rồi thì cổ phiếu nữa. Tham gia ở cái thị trường chứng khoán không phải là đơn giản. Không phải là mình chỉ có việc là mình mở cái tài khoản xong mình vào mình mua. Mà mình phải hiểu rõ được là cái cổ phiếu đó bản chất là gì, nó được sinh ra như thế nào, giá trị của nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Và kiếm tiền với nó như thế nào, rủi ro của nó là gì. Đấy, thì tất cả những cái thông tin như vậy rất là cần thiết đối với các bạn, để mà các bạn cần phải hiểu rõ. Và có rất nhiều các cái video mà lại chia sẻ trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official, và các bạn hãy vào đó để hiểu rõ căn bản nhất về các tài sản này. Thực sự là mình đã chia sẻ cho tất cả các lứa tuổi, rồi tất cả các ngành nghề. Ví dụ như là bạn là kỹ sư, bạn là bác sĩ, bạn là làm freelancer, hay là bạn là giáo viên, rồi bạn làm tự do, vân vân, thì bạn đều có thể hiểu được, vì nó rất là căn bản, rất là căn bản về các tài sản đó thôi. Nó không phải là kiến thức ở trường lớp nhưng mà bọn mình học đâu, mà là đây là đều là những cái kiến thức mà nó rất là căn bản, cơ bản nhất, mà giúp cho mọi người hiểu để cần để mọi người nắm vững, để mọi người đầu tư thôi. Đấy. Ok, vậy là các bạn đã qua được một cái bước 1 để các bạn cần phải học. Đến cái bước thứ 2 là rất là quan trọng. Học rồi thì phải có hành, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không có thực hành thì chúng ta làm sao hiểu được cái cách thức vận hành, cách thức kinh doanh, cách kiếm tiền từ các tài sản đó, đúng không ạ? Đó, thì cái quan trọng thứ hai đó chính là chúng ta phải thực hành trải nghiệm. Thế thì cái việc thực hành trải nghiệm này sẽ được thực hiện như thế nào? Có lẽ thì các bạn sẽ nghĩ rằng là tôi mở tài khoản rồi thì tôi phải đầu tư ngay. Tôi có 100 triệu thì tôi phải đầu tư 100 triệu luôn, đúng không ạ? Hoặc là gì, tôi có lương là 30 triệu thì hàng tháng tôi phải tích luôn 20 triệu để tôi mua cổ phiếu, mua trái phiếu, đúng không ạ? Thực ra không phải như thế. Cái việc thực hành ở đây là gì? Kể cả bạn không có tiền bạn cũng có thể thực hành được. Đó là các bạn có thể dùng tài khoản ảo, đúng không ạ? Đó, để các bạn thực hành, để các bạn hiểu đã. Hai là gì? Các bạn dùng tài khoản thật. Tài khoản thật này thực hiện đầu tư, nhưng nó phải là những cái số tiền tối thiểu thôi. Số tiền tối thiểu thôi, để các bạn test thôi, đúng không ạ? Mua như thế nào, bán ra sao, đúng không ạ? Rồi thì quản lý các tài sản đó như thế nào, đấy rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì đây chính là những cái mà mình muốn các bạn cần phải trải nghiệm. Mà nó phải thực hiện đối với mỗi tài sản, nó diễn ra hàng tháng trời ạ. Chứ không phải là mình ngày hôm trước mình vừa học xong, ngày hôm sau mình mua luôn tất cả. Như thế thì thực ra là rất là rủi ro với các bạn. Rủi ro đây là gì? Là rủi ro mình chọn sai thời điểm. Rủi ro thứ hai là mình chọn sai cái tài sản mình mua. Đấy. Ví dụ như trái phiếu, các bạn có rất nhiều trái phiếu trên thị trường, các bạn chọn sai một trái phiếu có khi các bạn mất hết luôn, hoặc là cổ phiếu cũng thế đó. Thì
Đó là những cái rủi ro mà các bạn phải nhìn thấy được. Nếu mà mình đầu tư ngay mà mình không qua những cái trải nghiệm như này, học rồi, trải nghiệm rồi, đến một cái bước tiếp theo rất 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 là quan trọng, mình nhấn mạnh nhé, rất quan trọng. Xin mời các bạn hãy đến cái bước thứ ba mà mình xin chia sẻ với các bạn cực kỳ là chi tiết mà có lẽ chưa ai chia sẻ với các bạn đâu. Các bạn thân mến, xây dựng kế hoạch tài chính là bước số 3 mà Hòa muốn chia sẻ cho các bạn. Đây là một trong những bước quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm vững nó để mà các bạn xây cho mình một cái kế hoạch rất là bền vững cho bản thân mình các bạn nhé. Ở Việt Nam thì có lẽ mọi người không quá chú trọng đến cái này. Thực sự thì đối với mình đến thời điểm bây giờ mình thấy cái này rất quan trọng. Và bản thân mình cũng phải xây dựng cái này. Bởi vì sao? Bạn muốn thực hiện được mục tiêu của mình thì bạn phải có kế hoạch. Và kế hoạch nó chính là con đường để mình thực hiện mục tiêu. Nếu không có kế hoạch thì mình sẽ không thực hiện được mục tiêu. Thế thì cái quan trọng ở đây là gì? Cái mục tiêu này. Mục tiêu của bạn có phải là chỉ là kiếm tiền không? Đúng không? Có phải là chỉ mỗi kiếm tiền không? Đúng, tất nhiên là đúng, nhưng nó không phải là mục tiêu cuối cùng. Bởi vì sao? Bởi vì tiền nó chỉ là công cụ thôi, là phương tiện để mà chúng ta thực hiện các cái mục tiêu khác cụ thể hơn. Ví dụ như là gì? Đó chính là độc lập tài chính, đúng không ạ? Đó chính là gì? Nghỉ hưu, đúng không ạ? Sớm. Đó chính là mua nhà, đúng không ạ? Đó chính là mua ô tô, vân vân. Mình cho đây mới là các mục tiêu và tiền là công cụ để bạn thực hiện các cái mục tiêu này. Đó, các bạn hình dung không? Các bạn đầu tư, các bạn kiếm tiền để các bạn thực hiện các mục tiêu này. Thế thì các bạn phải xác định được cái mục tiêu này nó rõ ràng, và cái kế hoạch tài chính này nó chính là giúp cho mình thực hiện các cái mục tiêu này. Vậy thì xây dựng kế hoạch tài chính như thế nào? Mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn. Xin mời các bạn nha. Các cái nội dung trong cái việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân sẽ bao gồm: các bạn sẽ phải quản trị được cái tài sản và nợ, cân đối được các tài sản và nợ cho mình. Các bạn hãy liệt kê ra các tài sản mình có giá trị là bao nhiêu, các khoản nợ của mình chi tiết ra, và các bạn xác định xem, hiện tại là mình đang có nợ ròng hay là mình đang có tài sản ròng. Đó. Cái này để xác định được là bạn sẽ phải bỏ thêm chi phí vào các cái tài sản này hay là bạn có tiền ra đó vào cái thu nhập của mình. Thứ hai là gì? Bạn phải lập được cái kế hoạch thu nhập và chi tiêu. Mình ví dụ như là năm 2021, 2022, 2023, 2024 là từng tháng thu nhập của bạn kế hoạch là như thế nào? Bạn xây dựng được các kênh thu nhập cho mình là một này. Bạn xây dựng được cái lộ trình thu nhập của mình cho mình này, rồi thì bạn có kế hoạch để mà tạo ra các nguồn thu nhập đó, thì đó chính là một cái kế hoạch thu nhập cho các bạn. Các bạn càng làm chi tiết thì càng tốt, và cái quan trọng nữa là các bạn lập được cái kế hoạch chi tiêu cho các bạn. Thế thì cái kế hoạch chi tiêu này như thế nào? Tức là gì? Bạn phải xác định được là danh mục các cái mình chi tiêu đó, và bạn xác định xem là nó có cần thiết hay không, nó có cần thiết hay không, và nếu không cần thiết thì bạn bỏ hoặc là bạn giảm hoặc là bạn thay thế nó đi để làm sao giảm chi tiêu xuống tối đa, giảm chi tiêu xuống tối đa và tăng cái thu nhập lên đó. Thế thì khi mà các bạn có được kế hoạch thu nhập, có được kế hoạch chi tiêu thì các bạn sẽ cân đối được cái thu chi và nó tạo ra được gọi là cái thu nhập dần đó. Sau đó có khi các bạn có thu nhập dần rồi đúng không ạ, thì các bạn sẽ bắt đầu lập kế hoạch đầu tư. Đó. Cái việc lập kế hoạch đầu tư này như thế nào nó cũng khá là quan trọng, và mình sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn tiếp theo ở cái nội dung này các bạn nhá. Trong cái việc lập kế hoạch đầu tư thì các bạn sẽ phải xác định được mấy cái nội dung. Thứ nhất là nguyên tắc đầu tư. Thứ hai đó là các bạn phải phân bổ được các cái tài sản đầu tư cho mình. Và thứ ba là các bạn sẽ phải xây cho mình được một cái kế hoạch là đầu tư chi tiết như thế nào, từng tháng như nào. Cụ thể ra, mình không cụ thể ra thì mình không biết là hàng tháng mình sẽ thực hiện như nào, đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên là cái nguyên tắc đầu tư cho mình.
Ở đây là gì? Các bạn sẽ phải xác định được rằng là à, mình là mình đầu tư dài hạn hay là đầu tư ngắn hạn. Đấy, phải xác định rõ. Các bạn sẽ phải xác định rõ cái nguyên tắc đó. Thứ hai nữa là gì? Các bạn sẽ phải xác định được là tỷ trọng trên mỗi kênh đầu tư của bạn là bao nhiêu. Phải xác định đó. Ví dụ như là cổ phiếu là bao nhiêu phần trăm, trái phiếu là bao nhiêu phần trăm, quỹ là bao nhiêu phần trăm. Đó. Thì cái việc mà xác định như này thì nó sẽ dựa trên cái độ tuổi của các bạn. Đấy, dễ nhất là dựa trên độ tuổi của các bạn. Đó. Rồi thì nó có một cái cách xác định khác, nó để xác định cái khẩu vị, mức độ chấp nhận rủi ro của các bạn. Và nếu các bạn muốn tham khảo thì các bạn sẽ vào cái trang là trang Risk Analytics. Risk Analytics.com. Đó. Thì mình có một cái video mô phỏng cho các bạn xem cái việc mà mình xác định cái mức độ chấp nhận rủi ro. Và nếu các bạn bỏ chi phí ra thì các bạn có thể là đăng ký tài khoản Pro ấy, thì các bạn sẽ xác định rõ hơn là mình chấp nhận mức độ rủi ro là bao nhiêu để mà mình thực hiện phân bổ tài sản cho hợp lý. Đấy, còn không thì các bạn cứ theo độ tuổi, là các bạn cấu trúc độ tuổi này. Đấy. Các bạn cấu trúc độ tuổi là các bạn thực hiện đầu tư. Mình ví dụ như là từ 30 đến 40 tuổi thì cổ phiếu là thường là khoảng 50% là cổ phiếu. Đó. Còn trái phiếu là khoảng 30%. Đó. Còn lại thì là gì? Bảo hiểm là khoảng 5% đến 10%, chứng chỉ tiền gửi. Đấy, vàng. Đó. Thì nó rơi vào khoảng độ bao nhiêu nhỉ? 15%. Cái chỗ cổ phiếu này thì có người sẽ đầu tư những cái bất động sản. Đó. Mình ví dụ như thế. Mình ví dụ như thế này. Đây là một cái cấu trúc mà các bạn sẽ phải xây phân bổ cái tài sản đầu tư cho mình, đúng không ạ? Sau đấy thì các bạn xây cho mình một kế hoạch chi tiết. Và kế hoạch chi tiết sẽ như thế nào? Các bạn sẽ xem luôn, mình sẽ gạch cho các bạn nhé. Mình ví dụ cho các bạn xem nhé, về một cái kế hoạch đầu tư chi tiết của một cái cổ phiếu thôi. Các cái tài sản khác cũng sẽ tương tự nhé. Mình ví dụ như là tháng 4 là mình đầu tư cổ phiếu A này. Ví dụ như là số lượng là 100 cổ. Đúng không ạ? 100 cổ. Và cái giá trị của nó là 2 triệu. Ví dụ như thế. Tháng thứ 5 này thì cũng 100 cổ, cũng là 2 triệu 2 chẳng hạn. Tháng thứ 6 là 100 cổ, nhưng đến tháng này nó chỉ là 1,9 triệu thôi. Đấy. Ví dụ như thế này thì các bạn sẽ xác định được là mình đầu tư như thế nào, kế hoạch chi tiết như thế này, và từng loại tài sản, cổ phiếu A rồi cổ phiếu B rồi thì vàng rồi thì trái phiếu rồi thì quỹ. Các bạn sẽ phải xây cái danh mục như này, dựa trên cái phân bổ các bạn xây như này, sau đó các bạn thực hiện đầu tư hàng tháng. Như vậy thì các bạn sẽ có kế hoạch để các bạn đầu tư, và các bạn cũng biết được rằng là với cách làm này thì các bạn đã có dòng tiền rồi, các bạn cân đối được thu chi rồi, đúng không? Thì các bạn sẽ phân bổ như này nó rất là hợp lý, đúng không ạ? Rất là chi tiết rồi, đúng không ạ? Có một cái vấn đề như thế này, tức là nếu mà bây giờ ấy, mà các bạn đang có một cái sổ tiết kiệm rồi, đúng không? Các bạn muốn cơ cấu cái tài sản của mình, ví dụ như các bạn đã có sổ tiết kiệm là 100 triệu, đó, thì các bạn muốn cơ cấu cái tài sản này như thế nào, câu chuyện này như thế, thì việc các bạn đã phân bổ cái cấu trúc tài sản của mình là ok rồi, đúng không? Cấu trúc tài sản là mình đã có rồi, như thế nào? Là các bạn đã xác định được là cổ phiếu này, trái phiếu này, quỹ này, sổ tiết kiệm này, đấy, rồi thì vàng này, ví dụ thế, là các bạn đã phân bổ như thế này rồi. Thì bây giờ các bạn lấy 100 triệu này, các bạn đổ ra, các bạn đổ ra thôi. Nhưng với cái cổ phiếu ấy, thì các bạn sẽ phải lưu ý cổ phiếu với cả quỹ này, tăng trưởng này, để mà tránh chọn sai thời điểm vàng. Tức là mình sợ là mình mua vào cái thời điểm mà này nó đang giảm cao, đúng không? Thì các bạn sẽ chia nhỏ để các bạn tích lũy. Mình ví dụ như cổ phiếu với cả quỹ là các bạn đang để là 50%, tương đương với cả là 50 triệu, đúng không? 50 triệu. Các bạn chia ra cho mình trong 12 tháng, mỗi tháng các bạn đầu tư 4 triệu. Mỗi tháng các bạn đầu tư 4 triệu giúp mình vào cổ phiếu hay là quỹ. Còn số tiền còn lại này, của từng tháng này, các bạn cho vào sổ tiết kiệm. Để vào sổ tiết kiệm. Sau các bạn cắt dần ra.
và các bạn chuyển sang cổ phiếu. Thì như vậy là các bạn sẽ tránh cái việc là tiền của mình vào sai thời điểm, đúng không ạ? Rất là dễ thôi, đúng không ạ? Như vậy là các bạn đã trải qua 3 bước rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta hiểu về cổ phiếu, trái phiếu và quỹ vân vân là gì, hiểu về tài sản là gì. Bước thứ hai là các bạn trải nghiệm, các bạn đã thành thạo rồi, đúng không ạ? Bước thứ ba là các bạn xây cho mình được cái kế hoạch tài chính cá nhân rất là cụ thể rồi. Thì bây giờ đến bước thứ 4 là các bạn thực hiện thôi. Hãy thực hiện đầu tư cho mình theo cái kế hoạch đó, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Giờ các bạn có một cái bản kế hoạch rồi, các bạn cứ thực hiện hàng tháng. Thực ra thì làm cái này nó khá dễ thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà cân đối rồi các bạn lên được cái tài sản dòng cho mình này, rồi các bạn sẽ cân đối được thu chi cho mình này, rồi thì các bạn sẽ phân bổ được tài sản cho mình rồi, các bạn sẽ đánh giá được cái rủi ro cho mình rồi, các bạn lựa chọn cái tài sản nào đầu tư ấy, thì nó cũng hơi phức tạp, nó cũng hơi mất thời gian một chút. Nếu các bạn làm được thì quá là tốt rồi, mình nghĩ như vậy. Và nếu các bạn mà vẫn khó khăn, chưa có thể làm được, thì có thể là tham gia cái chương trình coaching 1-1 của mình ấy, thì mình sẽ set up cho các bạn, mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ tư vấn cho các bạn. Cái này nó không khó đâu. Thì thực ra là khá mất thời gian của mình một chút. Thì mình có để cái chương trình thì các bạn có thể tìm hiểu, các bạn xem. Đó, còn có gì khó khăn mà các bạn có thể tự làm được thì các bạn cứ làm đi. Và khó khăn thì các bạn cứ comment dưới cái phần bình luận này này, mình sẽ trả lời cho các bạn, mình sẽ giúp đỡ cho các bạn. Các bạn yên tâm, không vấn đề gì cả các bạn nhá. Ok, có lẽ thì mình đã chia sẻ xong cho các bạn rất là đầy đủ và chi tiết những gì mà bản thân mình đang làm. Và mình hy vọng rằng nếu mà các bạn cảm thấy thú vị, các bạn thấy hay thì các bạn hãy tặng giúp mình một cái like để mà lan tỏa nhiều hơn nữa cái video này tới nhiều người hơn nữa, đúng không ạ? Ok, xin chào các bạn nhá.